sau đó là mình bắt đầu xử lý thôi, bắt đầu xử lý từ cái phần nền trước. Đấy, thì mình thấy là ở đây trong phần nền của mình ấy, thì nó là nền xám, trong khi cái file Photoshop của mình ấy, thì nó là nền mà hơi bằng vàng mà ở dưới nó có gradient. Thì để giải quyết cái phần gradient này thì anh đã cắt ra một cái ảnh ở đây. Ảnh ở đây tên là ảnh BG header rồi, là một cái ảnh ngang như này. Được chưa? Như vậy là để mà cho cái nền vàng giống như trong Photoshop này thì em sẽ phải select cho cái menu này. Và để select cho cái menu này, để mà select cho menu này đầu tiên là em phải đặt tên nó. Tại vì tất cả các class này đều là class của Bootstrap, còn nào mà làm luôn như này sai luôn. Class này chỉ là class mình tận dụng Bootstrap thôi, và mình đặt tên cho nó phải đặt tên cho nó. Ví dụ tên của mình phần menu top đúng chưa? Thì việc tên của nó là menu top. Thì sau khi đặt tên rồi thì mình mới select nhé, mình chuyển sang file select này. Đấy, bạn nào càng cẩn thận thì phải là biết là select cho phần menu top. Đấy, một là để nếu mà làm nhóm thì còn biết là lúc nào mà hết select cho phần menu top. Đấy, làm nhóm mà nếu mà em muốn làm sản phẩm chuyên nghiệp thì em phải comment từng phần như vậy cho rõ. Select cho menu top thì đầu tiên là mình sẽ select cho cái phần nền trước nhé. Phải có nền mà background này, như vậy là chấm menu top. Đấy, mình sẽ để cho nó là background gạch ngang hai chấm luôn, đây là cách viết tắt luôn, image gạch cái tên của nó đây này, bg gạch dưới header chấm jpg. Tiếp thì sau khi mình để này rồi thì em để là repeat nhé, gạch ngang x có nghĩa là cách ra là hiểu là viết tắt, giống như kiểu padding viết tắt, cách ra hiểu là viết tắt. Cái này hiểu là background repeat là hai chấm repeat x, background image url là cái này. Và thế thôi, xếp lại em view thử xem, refresh lại. Đây là có nền như này đúng không? Cái phần logo tại sao mà nó xuống như này, trong khi file thiết kế của mình là gì, nó phải nằm ở giữa. Để biết vì sao xuống em phải kiểm tra phần tử. Đấy, em kích vào cái thẻ A, thẻ Edit. Tại sao nó xuống nhỉ? Thôi kệ nó thôi. Nó xuống thì mình phải select cho nó lên thôi. Để select cho nó lên thì em phải đặt class cho cái logo này. Cái logo đấy là thẻ A đây này. Thẻ IMG này. Đó thì em đặt cho nó là logo, và trong nó sang set em viết là chấm logo cách img set cho cái ảnh của mọi người. Như để cho dịch lên một chút xíu mà margin cái ngang top là âm 10% nhỉ. Đấy, nhưng mà refresh lại mình chỉnh này và chính xác nhé, nó cho ở giữa thôi. Khi ở giữa là 16 thì mình sẽ quay ở đây kiểm tra là 16 cái chân. Xong nhé. Cứ để tinh chỉnh chính xác bao nhiêu thì ra Chrome. Như vậy là mình đã select xong cái name với cái logo. Yeah. Tiếp theo mình select đến cái menu. Mà để select cho menu thì mình cũng phải đặt class cho nó. Trong trường hợp này anh đã đặt class rồi hay sao? Anh đặt class tên là menu chain. Anh đặt cái ID là menu chain chứ không phải class là menu chain. Ở đây mình đặt thêm class nữa cho chuẩn đi, nghe gọi là gì, menu trên phải đấy, đặt vào ul, cái này bỏ mấy cái span linh tinh đi. Đây là menu trên phải, trong menu trên phải nó có các cái thẻ tên là nav item, và thằng nào được bôi đen, ví dụ như thằng home này nó đen này thì nó có thêm active nữa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ select cho từng cái thẻ A một. Đầu tiên là em sẽ viết là chấm menu trên phải cách li cách NAV3, NAV link thì em có thể viết là chấm menu trên phải cách LI, LI chấm gì mình có thể viết ra chi tiết luôn là LI chấm NAV3 NAV item cách A chấm NAV cái ngang link. Đấy, bạn nào mà không tin tưởng là mình viết có đúng hay không thì mình có thể là view trên Chrome, sau kiểm tra phần tử trong này, nếu mà nó có hiển thị cái dòng mà mình viết ở trong file 1.set vừa rồi thì có nghĩa là viết đúng. Còn giả sử mình viết thiếu một cái chữ item như sai nhỉ, thì nó sẽ không hiển thị ở đây đâu nhá. Không hiển thị đây. Đấy, không hiển thị đây. Nhưng mình viết chính xác. Khi nào nó hiển thị ở đây thôi thì có nghĩa là chính xác rồi. Thì mình có thể viết
trực tiếp trên Chrome luôn. Anh viết trực tiếp trên Chrome cho nó rồi viết trên CSS kiện được cho nó chuẩn. Thế đó mình có thể đo nhé, công cụ selection tool này, attack tool này. Phông là Lucia. Kích vào ấn con chuông T nhé. Bố đen là ấn con chuông T. Như vậy em sẽ thấy là ở đây là line 2 là 24. Line 2 thì ở đây không cần thiết, bởi vì nó có một dòng thôi. Còn cái phông size của nó là 12 pixel. Màu nó là màu đen, không không luôn. Thế thôi. Thế thì biết luôn nhỉ. Thứ nhất là phông family là Lucia San, mình đã loát rồi đây này. Bây giờ phông mình là family Lucia San. Phông mình là size 12 pixel. Gì nữa? Text transform uppercase in hoa mà. Đây cái ký hiệu này có nghĩa là in hoa này, nhìn thấy ký hiệu này là in hoa. F in hoa. Nhưng mình refresh thôi. Color black nhỉ. Color black. Đấy, còn nếu mà nó màu khác thì mình phải copy cái mã màu. Đấy mình đã phông hành như này rồi đúng không? Tiếp theo là khoảng cách nhé. Đo khoảng cách công cụ slide tool này mình kẻ một đường ở đây. Đấy, có nghĩa là khoảng cách giữa hai khối này. Khoảng cách giữa hai khối này chính là padding. Ví dụ ở đây em đo width là 39 nhé, tôi cho 40 đi. Thì như vậy là padding của mỗi chiều của nó là 20. Padding left 20, padding right 20. Bởi vì khoảng này là khoảng padding right của cái chữ about và padding left của chữ service, đúng chưa? Cho nên padding của nó phải là padding 20. Đấy, như vậy đây em sẽ để luôn là padding trên dưới để anh để 1 pixel đi, và trái phải anh để là 20 pixel. Chưa? Còn trên dưới mình phải đo chứ, mình làm sao mà biết được là bao nhiêu. Đấy, đúng không? H là 44 pixel thì rơi vào khoảng 44 pixel. Ở đây nó trừ đi khoảng trên này nữa thì em phải để nó là kích vào số 1 này em ấn khoảng là 44 pixel. Đấy, mình giảm đi một tí nhé. Để cho thẳng hàng vào giữa. Tại vì 44 trong cái trường hợp này thì nó lại không, nó là PT cho nên mình phải đo chính xác sao cho nó ở giữa là đẹp. Rồi mình kích vào file 1.c mình control c. À đây, control A, control V đây. Như vậy toàn bộ file CSS nó chỉ khoảng tầm 10 dòng thôi. Đấy là mình đã biến được cái file menu của mình thành menu này rồi. Đấy. Thu nhỏ lại thì nó đấy, thu nhỏ lại thì mình chưa xử lý. Bây giờ nếu mà cái home này này, mình thấy đang ở trang home, nhưng home này có màu đỏ và nó có cái chân, thì mình phải lấy cái mã màu của này bằng cách là kích vào text tool. Chúng ta là T, bôi đen cái home này. Mình thấy là cái màu của nó đây. Mình kích vào cái màu này để mình copy cái mã màu của nó. Sau đó mình vào trong CSS. Đấy. Mình sẽ viết y nguyên cái này ra. Giữ con trôn kéo xuống này. Đấy, đóng lại. Và đây mình sẽ có thêm một cái là chấm active. Có nghĩa là những cái nào mà có class là active. Cái home này này. Đấy, nó có thêm class active. Nó là hai class áp dụng vào cùng một lời y. Chuyện này mình sẽ biết là chấm nav item. Chấm active viết liền. Đó cách ra là nav link. Nhá. Sau đó mình sẽ để là color và cái mã màu mình biết là có dấu thăng nhé. Và có chân là text decoration là underline. Đấy, như vậy là những cái nào mà được chọn hoặc là người ta biết là đang ở trang nào thì nó sẽ có cái chế độ là active. Refresh lại nhé. Đấy, như này. Đó, ok. Như vậy là mình vừa cái CSS xong cái phần menu cho mình desktop rồi.